Các loại hình vận tải hành khách công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh đang giảm tần suất hoạt động, một số tuyến phải tạm ngừng hẳn để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trước tình trạng này, Sở Giao thông Vận tải đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố phương án hỗ trợ đối với hàng ngàn lao động là lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt đang thất nghiệp. Để hỗ trợ khó khăn cho các đơn vị vận tải trong thời gian dịch bệnh diễn ra, phải tạm ngừng hoạt động tuyến hoặc giảm số chuyến. Sở Giao thông Vận tải làm việc với các đơn vị vận tải, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét hỗ trợ một phần chi phí cho hơn 5.000 người lao động, gồm lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt, phải tạm ngừng hoạt động, thất nghiệp. Ngoài ra xem xét hỗ trợ lãi vay đối với các phương tiện đầu tư thay thế xe mới đang trong thời gian trả lãi ngân hàng, góp phần để các đơn vị có khả năng tiếp tục duy trì và phục hồi hoạt động sau thời gian dịch bệnh kết thúc. Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định tạm ngừng hoạt động đối với 54 tuyến xe buýt từ ngày 28 tháng 3.